xong rồi các bạn. Được một cây chuối non rồi. Thực chất bún chuối chỉ là thách cái củ nhỏ từ một cái củ lớn của cây chuối trước đó thôi các bạn. Giờ là khoát cái vỉnh cỏ này các bạn để trồng mấy cây chuối mình vừa bứng xong. Cỏ thì mọc tùm tùm. Wow, con ếch. Trời mưa như vậy mà có chỗ ướt chỗ này lại khô heo các bạn. Đất chưa có thấm vô đây. Đúng quá. Bây giờ trợ giúp của tôi chào bên. Xong rồi các bạn, đây là cây chuối mình vừa mới trồng xong. Chuối thì rất là dễ trồng nha các bạn. Mình trồng cây càng lớn thì mình càng mau cho ra trái để ăn. Nhưng nó lớn thì cũng đừng lớn quá nha các bạn. Còn nhỏ quá thì trồng cây nó sẽ lâu lên hơn.
cây với cây cao khoảng 1 mét 1,5 mét, vậy là dừa nữa các bạn. Đây là cây chí sứ. Sau khi trồng đó mình cắt bớt mấy cái tàu đi để cho cây nó gọn rồi gió nó không có bị lung lay các bạn. Đây là những tàu chuối này mình cắt trước đó rồi các bạn. Còn đây còn một tàu chưa cắt. Giờ mình sẽ tiếp tục trồng những cây chuối còn lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau. Xin chào tạm biệt các bạn.